Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hiện nay có rất nhiều bạn làm YouTube bằng điện thoại di động và việc các bạn chỉnh sửa video cũng rất nhiều điều trở ngại, như là phần mềm nào chỉnh sửa video tốt nhất, phần mềm nào có nhiều tính năng nhiều nhất. Vâng, xin thưa với các bạn rằng hiện nay phần mềm mà sửa chữa video tốt nhất, dễ sử dụng nhất và có nhiều tính năng nhất trên điện thoại đó là phần mềm SkyMaster để trên màn hình của các bạn như thế đó. Nhưng có một cái khó khăn đối với anh em của chúng ta là phần mềm này phải trả phí. Nếu không trả phí thì logo này cứ hiện trên video của chúng ta, làm cho những người xem hơi khó chịu. Vậy làm thế nào để xóa bỏ được logo mà không mất tiền, tạo cảm giác cho người xem thú vị hơn? Thì chính vì lẽ đó, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các anh em cách xóa logo bằng cách làm sau đây. Các bạn phải có video chỉnh sửa. Bây giờ mình sẽ vô cho các bạn xem trước. Ta vô SkyMaster. Chúng ta sẽ sửa chữa bấm vào dấu cộng này. Rồi cái tiêu chuẩn là 169. Chúng ta sẽ kiếm video nào đó chúng ta chỉnh sửa trước. Và phương tiện. Đây thì ví dụ như cái này đi. Ví dụ tạm thời cái này đi. Và chúng ta sẽ không chọn ngay. Chúng ta không chọn ngay như thế này. Chúng ta xóa bỏ nó đi. Là chúng ta sẽ vô phương tiện và chọn cái nền nữa. Nên với chúng ta sẽ dùng nền trắng đi. Rồi đánh dấu tích. Sau khi chúng ta chọn xong rồi, chúng ta bấm vào lớp chọn cái phương tiện, chọn một cái video đại nào đấy. Ở đây thì tôi không có quay cho nên tôi lấy tạm cái video này đi. Đấy, làm sao bây giờ là cái video hai cái này nó phải bằng nhau này, kéo cho nó bằng nhau nhé, không được lệch. Đấy, bằng nhau rồi. Bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là canh làm sao cái này kéo cho nó ra một xíu nữa, đừng có vượt cái logo ở phía trên. Rồi, còn về cái chỉnh sửa thì có trong video hướng dẫn trước rồi. Tiếp theo các bạn đánh dấu tích vào. Ở đây chúng ta cho thêm một tí phía dưới này để chúng ta có logo của chúng ta, phải chọn chữ đây đi. Ví dụ như là tên kênh. Tên kênh của chúng ta đó. Ok. Đây là chúng ta kéo sang phía dưới này, lấy tên của chúng ta để đây. Rồi như vậy là xong. Để dấu tích. Rồi chúng ta sẽ xuất ra. Bấm vào biểu tượng góc bên tay phải phía trên. Đây là video của chúng ta. Chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn. Ở đây chúng ta sẽ bấm ngay cái nút chia sẻ mà có ba chấm liên kết lại với nhau này để chúng ta xuất ra. Đó. Ở đây tùy theo độ phân giải. Độ phân giải đây là ví dụ như SD 540 thì dung lượng là 6.05 này. Chúng ta chọn cái này đi. Chọn cái nào nó nhẹ nhất thì video của chúng ta sẽ xem mờ. Đúng không? Nhưng mà đây là đang làm hướng dẫn đi, chọn cái nhỏ nhất để cho nó xuất ra nhanh hơn. Rồi import đi. Đấy. Cái phần mềm SkyMaster này là phải trả phí. Là hàng tháng thì là 129.000 đồng. Còn nếu mà một năm thì nó rơi tầm 769.000 đồng. Mình trước đã thấy 700 mười mấy 125 gì đó, nhưng mà bây giờ còn lại là 769.000 đồng thôi. Và bây giờ là chúng ta sẽ không có đủ tiền để mà sử dụng cái dịch vụ này thì chúng ta sẽ làm cách khác. Bây giờ chúng ta cứ lưu video này đã. Đây là các bạn đợi trong chút xíu.
Rồi. Khi mà video chúng ta đã lưu xong thì chúng ta sẽ đây, đã lưu xong rồi. Chúng ta xuất cái này ra đi. Out cho nó out luôn. Đó luôn. Rồi chúng ta sẽ vô xem thử xem nó có ở trong này không. Đây, cái mới. Đấy, vẫn còn cái logo phía trên này. Bây giờ chúng ta phải nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ phải xóa cái logo này bằng cái phần mềm đó là Crops and Trim Video. Thì các bạn hãy vô CH Play. Các bạn gọi cho mình. Đây, mình có gọi đây. Crop Video. Đấy. Các bạn chọn ngay cái biểu tượng đầu tiên. Đấy, mình đã cài đặt xong rồi. Bây giờ mình nhấp vào đây. Đó. Việc của mình là chỉ có mở ra thôi. Đây, cái này nó có cái nó hướng dẫn nên nó cho nó chạy. Lướt qua cho nó nhanh. Rồi ở đây có rất nhiều tính năng chỉnh sửa rồi cắt, nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta chỉ quan tâm đến là cắt cái khung hình này thôi. Chúng ta bấm ngay cái đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ bấm bộ sưu tập, chọn cái view của chúng ta hồi nãy, import download chúng ta video của chúng ta hồi nãy đây này, đó, bấm vào. Đó, thấy chưa? Nó có đưa ra một cái khung hình, nó chuẩn sẵn cái khung hình của chúng ta luôn này. Đó. Cho nên là nhiệm vụ của chúng ta giờ là chỉ cần, nếu các bạn chỉnh thêm thì các bạn phải thực sự khéo tay cho nó to hoặc là cho nó nhỏ lại cái khung hình này. Ở đây thì cái máy này nó đã lập trình sẵn luôn rồi. Đó, nó ướm lửa của chúng ta, nó bỏ ra cái rìa màu trắng đó luôn. Chúng ta bây giờ chỉ cứ tích vào đây để cho nó lưu lại. Video này nó ngắn cho nên là quá trình là nhanh. Cái gì quảng cáo đi trời. Các bạn chờ xíu nha. Mình mất là không tắt mạng nó đi. Đấy, quá trình lưu nó rất là chậm nhưng mà nó lại có tính tốt hơn là lại xóa bỏ được cái logo của chúng ta để làm cho video chúng ta thêm thú vị hơn mà không mất tiền mua. Như vậy là đã xong. Chúng ta tích vào. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ out tạm thời cho nó ẩn đó, chưa out được. Giờ chúng ta sẽ vô vô lại xem nó ở đâu. Đây, cái mới đây. Cái ông nó cười đây này. Xem nè. Đó, bây giờ logo đã biến mất hoàn toàn. Được chưa? Rất là dễ. Cho các bạn xem lại, logo đã không còn nữa. Như vậy là video của chúng ta trở nên thú vị hơn so với chúng ta để logo. Nếu các bạn thấy video này có ích thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết nhé. Nếu có gì thắc mắc, các bạn hãy bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp. Và bây giờ, mình phải nói lời chào thân ái. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.